Xin chào các bạn, đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Ngày 13 tháng 7, Điện Kremlin cảnh báo việc Mỹ đưa tên lửa tầm xa tới Đức có thể khiến thủ đô các nước châu Âu trở thành mục tiêu của tên lửa Nga, lặp lại cuộc đối đầu theo kiểu chiến tranh lạnh. Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo về một nghịch lý. Trong đó, châu Âu là mục tiêu của tên lửa của chúng tôi, còn đất nước của chúng tôi là mục tiêu của tên lửa Mỹ đặt tại châu Âu. Chúng tôi có năng lực để ngăn chặn những tên lửa này. Tuy nhiên, bên có thể trở thành nạn nhân là thủ đô của các nước này. Ông Peskov ngày 13 tháng 7 nói với kênh truyền hình Russia 1 của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng ám chỉ rằng một cuộc đối đầu như vậy có thể làm suy yếu toàn bộ châu Âu, tương tự như cách chiến tranh lạnh đã kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô. Châu Âu sẽ tan rã, châu Âu không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Lịch sử lặp lại là điều không thể tránh khỏi, ông cảnh báo. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 10 tháng 7, Mỹ thông báo sẽ bố trí vũ khí tầm xa định kỳ, gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức từ năm 2026, coi đây là biện pháp gian đe. Việc triển khai những năng lực tiên tiến này sẽ minh chứng sự cam kết của Mỹ đối với NATO và đóng góp vào khả năng gian đe chung của châu Âu, Nhà Trắng giải thích. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi quyết định của Mỹ bất chấp sự chỉ trích từ các thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội của ông. Quyết định trên đánh dấu các tên lửa hành trình Mỹ sẽ được triển khai trở lại Đức sau 20 năm vắng bóng. Khoảng 50.000 quả đạn pháo dự kiến sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng 7 và tháng 8, với số lượng giao hàng tăng lên từ 80 đến 100.000 quả đạn pháo bắt đầu từ tháng 9. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đã đến Ukraine vào cuối tháng 6. Vào tháng 4, Thủ tướng Peter Fiala cho biết Ukraine sẽ nhận được 1,5 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc trong vòng một năm. Tổng thống Séc Peter Pavel lần đầu tiên thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Cộng hòa Séc đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm. Nguồn cung cấp số lượng đạn pháo này vẫn chưa được tiết lộ. Theo một đại diện quân đội Ukraine, kế hoạch này được cho là sẽ chi khoảng 200 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Séc Peter Pavel đã gặp gỡ đại diện của các công ty năng lượng lớn của Hoa Kỳ tại thành phố Houston trong ngày 12 tháng 7. Ông nhấn mạnh đã thảo luận về an ninh năng lượng và các nguồn dầu khí có thể có từ các quốc gia khác ngoài Nga với đại diện từ các công ty năng lượng của Mỹ và dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán như vậy trong tương lai. Hôm 12 tháng 7, tờ New York Times đưa tin các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không kỳ vọng Ukraine sẽ thực hiện nỗ lực phản công mới nhằm đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay, bất chấp việc các quốc gia thành viên đã cam kết cung cấp vũ khí mới trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo nguồn tin, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần này, Ukraine đã nhận được cam kết cung cấp thêm tên lửa, xe bọc thép và đạn dược từ Mỹ và các đồng minh. Các quốc gia này đồng thời cũng cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết sẽ mất nhiều tháng và nhiều năm để việc chuyển giao vũ khí hoàn tất vì một số trong đó vẫn chưa được sản xuất. Phát biểu với điều kiện giấu tên, một quan chức cấp cao của NATO tiết lộ viện trợ sẽ đẩy cho Kiev vào con đường tiến tới một cuộc phản công mới vào năm 2025. Một người khác cho biết quân đội Ukraine sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong ít nhất 6 tháng nữa. Chính phủ Ukraine đã đổ lỗi cho việc cung cấp vũ khí không đủ của phương Tây là nguyên nhân gây ra thất bại cho lực lượng của họ trên chiến trường, bao gồm cả trong cuộc phản công hồi cuối năm ngoái. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn về vấn đề tương tự. Ông tuyên bố rằng Kiev có quân đội sẵn sàng chờ được trang bị vũ khí. Chúng tôi có mong muốn phát động một cuộc phản công, nhưng các công cụ vẫn chưa đến. Tức là chúng tôi có các lữ đoàn mà không có vũ khí. Chúng tôi có lực lượng dự bị. Chúng tôi có 14 lữ đoàn vũ trang, nhưng chưa có vũ khí phù hợp. Ông Zelensky nói với hãng tin Bloomberg. Giới chức phương Tây đã đổ lỗi một phần do chính Kiev.
Theo đó, Tổng thống Zelensky được cho là đã nhiều lần vượt quyền giới lãnh đạo quân sự Ukraine để ưu tiên các mục tiêu chính trị. Chẳng hạn, đầu năm 2023, ông đã dồn lực để phòng thủ thành phố Bakhmut, từ chối lời kêu gọi của các quan chức quân đội Mỹ rút lui và bảo toàn quân đội để phản công. Về phần mình, Moscow từng tuyên bố không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi kết quả cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Nga, sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ kéo dài tình trạng thù địch một cách không cần thiết. Các quan chức Nga cũng dự đoán vũ khí do phương Tây sản xuất sẽ bị thiêu rụi giống như các vũ khí của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamyshin cho biết, Kiev đang trên đà sản xuất nhiều hơn đáng kể các máy bay tấn công không người lái FPV vào cuối năm nay so với mục tiêu ban đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC, ông Kamyshin cho biết máy bay tấn công không người lái FPV chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang leo thang hiện nay. Ông gọi FPV là máy bay không người lái cối và máy bay không người lái pháo binh để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác. Năm nay, chúng tôi sẽ sản xuất hơn 1 triệu FPV so với dự kiến. Các máy bay tấn công tầm trung, tầm xa sẽ được ưu tiên sản xuất vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn trên chiến trường, ông Kamyshin nói. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Theo ông Kamyshin, trong khoảng 1 triệu FPV sẽ ra đời vào năm 2025, có hơn 10.000 máy bay tấn công tầm trung có khả năng bay hàng trăm km và hơn 1.000 máy bay tầm xa có khả năng tiếp cận các mục tiêu cách bệ phóng 1.000 km. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái FPV đã được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu. Cả hai bên đều nỗ lực phát huy tối đa khả năng tấn công của những vũ khí giá rẻ này bằng cách buộc thuốc nổ vào chúng và sử dụng chúng để tấn công đối phương từ xe bọc thép đến binh lính trong chiến hào. Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa, loại lớn hơn loại FPV giá rẻ để thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga và nhằm vào các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng của nước này. Kiev đồng thời sử dụng vũ khí tự chế và cải tiến chúng cho các nhiệm vụ khác. Ví dụ, nước này đã trang bị cho máy bay không người lái của Hải quân các bệ phóng tên lửa và biến một trong những tên lửa hành trình chống hạm của mình thành vũ khí tấn công trên bộ. Những cải tiến này đã giúp Kiev giành được những lợi thế nhất định trên chiến trường. Những hệ thống vũ khí tự chế này đã mang lại cho Kiev khả năng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động ra ngoài biên giới. Đặc biệt là khi nước này vẫn đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho những mục đích như vậy. Chúng tôi đã chứng minh rằng không có ranh giới đỏ nào cả. Bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, khoảng 1.500 km, ông Kamyshin nói. Hiện Nga và Ukraine đều đang nỗ lực tăng cường sản lượng phòng không để đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường. Năm 2023, Nga dành 21% tổng chi tiêu liên bang vào lĩnh vực quốc phòng, tăng từ mức gần 14% vào năm 2020. Ngân sách liên bang năm 2024 của Nga yêu cầu tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thậm chí còn lớn hơn, ở mức 29%. Tổng thống Zelensky cho rằng vấn đề với những chiếc tiêm kích F-16 sắp đến Ukraine có thể sẽ tương tự như xe tăng Abrams mà Mỹ cung cấp vào mùa thu năm ngoái. Máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây cam kết cung cấp sắp được đưa tới Ukraine và dự kiến bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào cuối mùa hè này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng những chiếc F-16 đó vẫn chưa đủ để tạo sự khác biệt trên chiến trường. Ông cũng so sánh vấn đề với tiêm kích phương Tây với những gì mà xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã gặp phải ở Ukraine vào mùa thu năm 2023. Tại một sự kiện ở Viện Reagan, một người dẫn chương trình của Fox News đã đặt ra câu hỏi
liệu 31 chiếc Abrams mà Ukraine nhận được cho cuộc phản công có tạo ra sự khác biệt hay không. Ông Zelensky trả lời rằng, tôi không chắc số lượng xe tăng như vậy có thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Phát biểu tại Washington DC ngày 10 tháng 7 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Zelensky nói, nó cũng giống như cuộc đối thoại về F-16. Theo một cách nào đó, tính hữu ích phụ thuộc vào con số và thời gian. Vấn đề với F-16 là số lượng và thời điểm, ông Zelensky nhấn mạnh. Theo Tổng thống Ukraine, do Nga đã và đang vận hành quá nhiều máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine nên số lượng nhỏ F-16 sẽ không tạo ra sự khác biệt. Ngay cả khi chúng tôi có 50 chiếc thì cũng chưa thấm vào đâu. Họ có tới 300 máy bay. Ukraine hiện đang ở thế phòng thủ nên chúng tôi cần 128 chiếc F-16, ông nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng nếu không có đủ số lượng F-16 như vậy, Kiev sẽ không thể bì được với Nga trên bầu trời. Tổng thống Zelensky lo ngại số lượng F-16 sắp tới và thời gian bàn giao tiêm kích này có thể khiến chúng rơi vào hoàn cảnh tương tự như xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp trên chiến trường Ukraine vào mùa thu năm ngoái. Mỹ chỉ gửi tổng cộng 31 chiếc M1A1 Abrams và chúng được giao cho Ukraine nhiều tháng sau khi Anh và Đức đã chuyển xe tăng cho Kiev. Abrams được gọi là sát thủ chống tăng và được đánh giá cao nhờ khả năng sát thương và lớp giáp hạng nặng. Các chuyên gia và các lính tăng đều ca ngợi khả năng của Abrams và cho rằng nó vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ loại xe tăng nào của Nga. Tuy nhiên, ở Ukraine, Abrams đã không thể chiến đấu trong các trận chiến mà nó vốn được thiết kế để làm như vậy. Các cuộc tấn công với số lượng lớn xe bọc thép không phải là lựa chọn tối ưu và các trận chiến giữa xe tăng với xe tăng cũng không thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, chúng luôn phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, vũ khí chống tăng và mìn. Chưa kể số lượng hạn chế, chúng luôn là mục tiêu có giá trị cao mà đối phương muốn săn lùng và tiêu diệt. Bình luận của ông Zelensky đưa ra sau thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10 tháng 7 rằng đợt chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine do Đan Mạch và Hà Lan cung cấp đang được tiến hành. Những chiếc máy bay này sẽ bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này để đảm bảo rằng họ có thể phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công của Nga, ông Blinken nói. Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư sẽ rất quan trọng đối với Ukraine và là một sự nâng cấp về sức mạnh không quân cho Kiev. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa phương Tây với Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi xung quanh việc máy bay chiến đấu sẽ hữu ích như thế nào trên chiến trường. Liệu Ukraine có đủ số lượng máy bay cũng như phi công được đào tạo để tạo ra sự khác biệt hay không? Cũng có những lo ngại rằng chúng có thể đến muộn hơn đáng kể so với thời điểm Ukraine cần chúng nhất. Trong khi đó, các nước phương Tây cho rằng việc đưa F-16 đến Ukraine mất nhiều thời gian là do khâu hậu cần phức tạp. Vấn đề với F-16 không đơn giản chỉ là lấy máy bay ra và bàn giao cho họ. Các máy bay này được lấy từ các lực lượng không quân khác nhau và chúng cần được chỉnh sửa lại để phù hợp và dễ sử dụng hơn với không quân Ukraine. Một quan chức NATO nói với các phóng viên tại cuộc họp ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh ngày 11 tháng 7 ở Washington. Quan chức này cũng lưu ý về công tác đào tạo, hậu cần, năng lực cần thiết để vận hành và bảo vệ các sân bay, đồng thời cho biết quá trình mua sắm và cung cấp máy bay chiến đấu thường kéo dài nhiều năm. Nếu nhìn vào một chương trình như vậy, ngay cả khi một quốc gia đồng minh trong điều kiện thời bình tiếp nhận một khung máy bay mới cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để mọi thứ vào đúng vị trí. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thừa nhận, giai đoạn tăng tốc để đưa F-16 vào hoạt động ở Ukraine sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, các máy bay chiến đấu này được kỳ vọng sẽ có tác động trong thời gian ngắn và mang lại cho Ukraine khả năng lấy lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Quá trình chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây sang Ukraine bị trì hoãn một thời gian dài do rào cản về ngôn ngữ, phụ tùng thay thế cũng như sự chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các máy bay này. Theo tờ Bloomberg, trong khi Ukraine đang ngóng từng ngày để tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 nhằm đối phó với không quân Nga, thì trên thực tế, việc chuyển giao F-16 từ các nước phương Tây cho Kiev
vẫn chưa thể thực hiện với lý do tình trạng thiếu phụ tùng thay thế cũng như rào cản ngôn ngữ giữa các phi công Ukraine và huấn luyện viên người nước ngoài. Ngoài ra, các đồng minh của Kiev cũng bày tỏ lo ngại về cơ sở hạ tầng dành cho F-16 vì hàng loạt sân bay của Ukraine thường xuyên bị lực lượng Nga tấn công. Theo ấn phẩm này, Ukraine có thể vận hành một phi đội F-16 từ 15 đến 24 máy bay, ít hơn nhiều so với con số 300 máy bay chiến đấu mà các nhà lãnh đạo nước này yêu cầu. Một nguồn tin khác nói với Bloomberg rằng Ukraine dự kiến sẽ có 6 chiếc F-16 vào mùa hè này và thêm 14 chiếc vào cuối năm 2024. Bình luận về vấn đề này, một quan chức cấp cao thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiết lộ ba vấn đề chính mà Kiev phải đối mặt trước khi tiếp nhận những máy bay này. Thứ nhất, máy bay F-16 cần được hiện đại hóa theo nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Ukraine, có thể là trinh sát hoặc tham gia chiến đấu. Thứ hai, Ukraine không có đường băng dài và chất lượng cao cần thiết để vận hành F-16 hoặc nơi trú ẩn an toàn để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga. Thứ ba, hậu cần hỗ trợ máy bay rất phức tạp, từ nhu cầu về phụ tùng thay thế đến bảo dưỡng và các kỹ sư có trình độ. Một quan chức NATO khác lưu ý rằng Ukraine đang cố gắng khắc phục những hạn chế này trong thời gian qua. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov đưa tin rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục cố gắng tấn công Ukraine từ phía Bắc trong những tháng tới. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NV của Ukraine, ông Budanov nói: "Bạn biết đấy, tình huống này đối với tôi gần giống như một trò đùa. Trong 2 năm, khi mọi người cảnh báo rằng sắp có một cuộc tấn công từ phía Bắc, chúng tôi đã nhất quyết khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng cuối cùng nó đã xảy ra." Ông Budanov cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khác trong tương lai gần, nhưng không nói rõ rằng quân đội Nga sẽ nhằm vào Sumy hay Chernihiv. "Nếu tôi nói cụ thể thì sẽ gây ra hoảng loạn, nhưng có nhiều vấn đề và chúng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã nói với báo chí phương Tây rằng thật không may năm nay chúng tôi không có nhiều tin vui," ông Budanov nói. Lực lượng Nga tiến vào Kharkiv, miền bắc Ukraine hồi giữa tháng 5, tuyên bố đặt mục tiêu tạo vùng đệm an toàn để hạn chế việc quân đội Ukraine tấn công các vùng biên giới của Nga. Cuộc tấn công đã mở ra một mặt trận mới mà Kiev nói là một nỗ lực nhằm chuyển hướng lực lượng Ukraine khỏi phía đông, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh quyết liệt nhất. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới với Nga khoảng 30 km. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.